cho các bạn. Hôm nay thì giờ của mình sẽ ăn cho hai cái gì của mình ăn cơm với cá muối. Cá muối thì ở chỗ mình thì gọi là vậy thôi ha. Thì cá này là cá mà con cá ngoài chợ bạn thấy mà hơi hồng hồng á, thì ở đây là mình gọi là cá hường hoặc là cá mắc lộ. Thì mua về một cái cá là 70 ngàn. Bắt đầu mình mua thì mình có thể nhờ người ta mần dùm, mà về mình mần sơ lại mình rửa sạch nha. Mình không gì nhà mình mần cũng được. Thì rửa sạch xong rồi thì các bạn sẽ chứa mỗi bên khoảng 3 chứa giống như trong hình nha ha. Để cho cá nó thấm. Thì mình ớt thì bình thường là mình sẽ băm xả ớt, và mình thêm miếng muối, miếng bột ngọt, miếng đường và bột nghệ. Rồi mình ớt cá, xong rồi mình chiên liền. Còn không chiên liền thì mình bỏ vô tủ lạnh, vậy khi nào ăn thì mình lấy và đem ra mình chiên cũng được nha. Thì cá này thì vậy, mình thì hay có thể nấu ăn canh với canh tập tàng, canh đậu bắp canh dưa dừa mồng tơ. Thì mấy cái món đó ăn với cơm với cá muối thì sẽ bén cái khẩu vị nhà mình là vậy, thì sẽ ăn rất là hảo cơm, nhất là canh đậu bắp thì ăn rất là nhanh. Mình làm cái thường thì khoảng một ký cá này, mình do con cá này nó cũng không được to lắm nha bạn, thì một ký cá này mình mua thì được khoảng 9 con. Chứ nếu thường thường mà nó to hơn á, là một ký cá này khoảng 5 con đến 6 con thôi. Thì cứ một ký cá mình ớt mà để mặn vừa ăn với cơm á, theo như mình thì cứ một ký cá là khoảng 1 muỗng muối. Nhưng mà do là mình sợ không biết là cá người ta để trong bán ngoài chợ mình người ta ớt muối vô sợ nó mặn nhiều, thì các bạn bớt lại ha. Bớt lại với tùy theo, nếu nhà mình ăn lạc thì mình có thể bớt lại. Bắt đầu mình cho bột ngọt, miếng bột ngọt, miếng đường cho nó dịu thôi bạn. Rồi cho bột nghệ vô thì ăn này rất là ngon. Nói chung là từ nhỏ mình rất là thích ăn món này. Khi được mẹ nấu canh đậu bắp á, đậu canh đậu bắp thì nhà mình nấu sẽ bỏ lá quế rất là thơm, hoặc là canh mớt. Nhà mình sẽ dùng lá quế chứ không dùng hành, dùng lá quế sẽ ngon thơm. Nói chung nó sẽ dậy cái mùi cái món nó lên, còn là tùy khẩu vị mỗi người thôi. Nhưng mà đối với mình là vậy. Thì khi ăn cá muối này hoặc là khi bạn ăn khô mấy cái món canh đó thì nó rất là nó dễ ăn, nó nhất hơn, ăn cơm nó cũng nhanh hơn mà nó vừa mát nữa. Canh tập tàng với dao nó rất là mát. Ví dụ như bạn có thể nấu chung, thường thường dao có thể nấu chung với nhau, ví dụ như là dao dền bạn nấu chung với mùng tơ rồi bắp mớt đường nè đó. Hoặc bạn có thể nấu dao dịu rồi thì mấy cái món nó lợi lợi nó có tính chất là dạng là ngọt. Nên mình nấu canh mình có thời gian thì mình bắt dầu, mình phi tỏi đó, rồi mình bỏ giống như là gọi là giống như là xào á, canh là giống như là mình xào qua, sau đó mình mới đổ nước vô. Thì ở dưới mình gọi đó là canh Rồi nếu mình không có thời gian thì mình cứ bắt nước nở nước sẵn ở đó. Cái mình trong quá trình bắt nước đó thì mình lật dao, mình làm dao giữa sạch, mình cắt. Rồi lát vô nước sôi thì mình cho tí muối, bắt đầu mình bỏ dao vô, mình cho tí dầu ăn rồi mình nêm gia vị thì cái đó cũng được. Nói chung tùy theo lúc mình có thời gian hay không có thời gian, cứ tùy theo nhà mình ăn bao nhiêu người nữa. Ví dụ một mình thì mình ăn rất là đơn giản, còn có người ăn thêm mình thì làm món này món kia cho nó cầu kỳ, có món mặn, có món canh, có món xào rồi có món nước rồi. Còn nếu một mình á, mình thích nhiều khi mình chỉ làm một món thôi thì ăn cả ngày.